Thôi vậy đi 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 đi. Thăm gà Phụng. Phụng à. Có ai mà thăm nè. Kìa có ai tao thăm kìa. Dạ kìa. Kìa đây nè. Đó. Mới thực tế rồi ha. Dạ. Dạ. Đó, anh hâm mộ ha. Anh hâm mộ hả? Đi với à, khách kìa, lại đón tiếp đi coi. Ừ, ngoài đẹp hơn cho mình á. Ừ, mũi cao, mũi két mà. Rồi mời anh chị vô nhà đi, đãi nước đãi gì cho ta cái. Chắc không ngự đi mà. Vô nhà ngồi nghỉ cô ơi. Rồi vô đi ta đưa nước cho. Bạn khách vô đi rồi đây. Không trả tiền nha phải không? Cái này rồi chị đợi cho đại nha. Rồi đi. Đây kìa, lấy mấy cái áo kìa. Lấy mấy sữa đây. Lấy mấy sữa nha. Mời anh chị. Chị xuống. Từ hôm nay tôi xuống tôi thăm thì mời vô ngồi đi. Ở đâu cô, ở đâu? Mày nói đi ngồi. Ngồi đây nè, ngồi đi làm kèm cho đồng nát. Ngồi nói đi chị đại, ngồi nói đi. Cho anh chị đi. Bác, chờ Út vô ngồi luôn, Út. Kìa, ngồi kéo chị đi. Dạ, ngồi kéo chị đi. Nhỏ nhắn. Nó cô thấy nó đẹp không? Đẹp quá trời. Mũi quá cao mà. Thiệt đẹp hơn trong hình đó. Đẹp hơn trong hình ha. Đẹp hơn trong hình nhưng mà nhỏ hơn trong hình. Nhỏ hơn trong hình. Anh này hay chọc lắm à. Ăn cơm chưa? Ăn gà. Đây ăn gà nè. Đang ăn gì? Cô với bữa nay không ăn chuột hả? Bữa nay đã chuột một bữa thôi. Đã chuột một bữa đi. Mua chuột đẩy khách đi. Kẹo cái này ngon quá trời luôn. Đi xe du lịch kìa, tàu xe lịch mới sẵn ngoài kìa. Đi nó đi mua chuột. Xe ông trả đi luôn, xe 7 chỗ. Không đi đâu. Đi qua đây cái mặt quá à. Cái mặt lắm hả? Đúng xe. Đi cà phê nhỏ là hết à. Đi du lịch cũng được, thôi đi xe đầu đi. Nha. Chứ đi vẫn vậy. Dẫn anh chị đi tham quan Hồng Tử con. Đây lên chợ ngự đi bộ luôn hả? Bữa đi du lịch mặt luôn. Bây giờ mình đi xe du lịch lên Hồng Ngự lên lầu 14 uống cà phê chị đã. À, uống đâu? Lên lầu giờ trước vậy đó. Chứ này có nhà đẹp rồi, tối ngày nhà dưới nhà. Nhẫn, bữa nay có nhẫn nè hả? Có nhẫn mới luôn rồi. Hôm qua nè mẹ mua nè. Mẹ Hà mua hả? Rồi mẹ Hà cho la ướt cho nó bông cho chưa? Chưa nữa. Chẳng hỏi mẹ Hà chừng nào cho. Chồng dữ rồi. Chồng dữ là cho rồi hả? Cho rồi, nó mua gặp mẹ không kìa. Chưa hiểu đúng không? Hiểu không? Chồng nó dưới theo dõi. À vậy là cấp mới có tiền là mới mua cặp nhẫn mà chưa có tiền mua đôi băng đúng không? À. Chú ở trên Đồng Nai về đó hả? Còn nhiều rồi. Đi Đồng Nai năm 93. Giờ ở ngoài ha. Giờ ở ngoài lập nghiệp ngoài. Bây giờ chiều này chơi hay gì? Về làm dỗ trên ông nội quê đây. Dạ. Quay hoài rồi, nó có. Có kìa. Rồi tụi nói chuyện đi, quay hoài trời. Những người lớn nói chuyện ha chị đại. Nói đi, tao có làm gì đâu. Về nào không có anh đầu chọc hả? Nào anh đầu chọc lên nào, nó chỉ cho biết coi. Khoe kệ này không thảo. À, dạ. Kệ không về qua. Tí, một tí. Bởi vì nhướng thì nó nói chuyện với tôi nó cũng nhớ nhướng vậy đó. Nhướng cái quen á. Nhướng quen hả ông? Ai học học cái cách nhướng về chồng là học cho tôi hả gì? Là chồng đâu rồi? Bác cho rủ mượn đủ cà phê chút coi. Không nè cần cái cà. Mượn thôi. Mượn đủ cà phê chút trả. Chị đi không? Đủ cà phê không? Không đi đâu. Vậy cho mượn chồng chút đi. Mượn đi đi. Điện ra điện ảnh về đi. Thôi gọi gọi kêu. Dậu à. Hết pin. Gọi hết pin hả? Dậu chồng kỹ quá. Ờ. Mới thì thấy ảnh chở chị nào á. Ảnh mặc áo màu đỏ đỏ, đội nón đỏ đúng không? Rồi, vậy vậy đó. Nói rồi, anh nói rồi. Kêu nào, nói mẹ chồng đừng nói bà đó. Long á, anh Long cái thằng ngu cứ vợ cắt á. Ai nói? Mẹ nè, nó nói nó nghe rồi. Nghe rồi con hả? Thôi, bữa nãy ngủ rồi, không nghe, bữa nãy ngủ rồi, không nghe. Nghe. Nghĩa. Rồi, không biết cân rồi. Rồi, tôi bữa nay có ở sạch chưa?
tắm rửa giặt đồ chưa? Thôi nó dốc quá. Không có tắm mà thay. À dài đây, bà dài đây bị. Bà dài bị lại. Rửa lại chồng đó hả? Bữa nay có khách mà đủ rồi, chồng nó ăn. Nó ăn thuốc chưa? Cô nghỉ uống chưa? Rồi. Sao vậy? Đỡ rồi. Đỡ nghỉ uống hả? Uống vô mới nghỉ đuổi bà chồng chứ không uống là đuổi. Đuổi rồi. Có ông Đức, bả ông Đức luôn. Có ông Đức luôn. Ông Đức luôn ha. Đủ bả với Đức luôn hả? Đuổi rồi đuổi ông không? Không, ngã đây mà. Ngã cổng đây mà. Mày đi về đây coi. Có khách này nè. Có mấy chú nè, có cô nào ở trên bàn tay gì đó. Con có nói chuyện với Long. Mượn đi uống cà phê. Chỗ dựng dựng cái mái nhà tiếp bên này nè. Ha. Thì đắt con em đó. Về giúp coi. Mượn Long uống cà phê tí ha. Hay quá rồi dạ. Thôi đi về đi chút đi. Nó khác đẹp rồi. Hôm nay đuổi bầy chồng rồi, nó thắt thì dám đuổi bầy chồng. Không, mà nhìn đẹp ở trong hình, trong hình nhưng mà nhỏ hơn ha anh ha. Nhỏ hơn. Trong hình nhìn con ha, ngoài nhìn nhỏ con hả chị? Dạ. Có đẹp rồi đẹp cái lỗ mũi thôi, còn như chú quá hết trơn. Đúng rồi chị Lộc. Chưa cầm, mới nói với thì Lộc. Cầm gì? Cưa chú cầm. Cưa hả chị? Cưa cái cầm hả? Cưa chú cầm nè. Cưa chưa? Cưa sữa cạn đó hả? Sữa cạn. Có tiền không đòi đi sữa cạn? Đẹp lắm á. Có rượu đó. Có rượu không đủ. Ủa kinh thêm. Xin thay hả? Anh này lọc á, ở đây anh này lọc á. Thành lọc á ha. Đỡ lắm. Có hỏi cái cạn giá nhiều chưa? Cắt mắt nữa. Mất 2 mấy rồi. Mất 2 mấy rồi. Cắt đẹp hơn. Thôi. Đi được rồi. Cắt 2 mấy rồi được rồi. 2 mấy. Bây giờ ngồi nói chuyện với chú ngoài quá. 2 mấy rồi mình cắt lại còn mấy đó thằng Hàn Quốc. Dạ. Ủa phê giống nó giận quá. Dạ. Dạ. Tính để tóc dài ha, để tóc cọc vậy chị. Được rồi. Cọc gì được rồi phải không? Giờ tốt lên chỗ đẹp luôn, mặt đầm mặt riết vô nghe. Ủa bữa nay dạ, dạ. Dạ thì mượn cái cây bánh thằng Long dài. Mượn cái cây bánh thằng Long. Ủa? Cây đâu rồi? Mẹ ta đó là quán con ta mà. Mượn cây mẹ chồng bánh thằng Long. Mẹ kêu ta chưa gì? Bánh nữa. Kêu bằng cái gì? Kêu bằng cái gì? Mẹ chồng mượn cái cây bánh thằng Long. Cây lúa à. Mới nãy bà nội cúng cây phải không? Cứ dạo cho đòi cắt cây à. Vậy chứ bà lì quá sao mà để được. Cô coi ăn cơm mà để mâm chén nó trình hình nó vậy nó chung còn không dẹp xuống gì. Sao bữa hứa rồi mà trời. Bữa hứa sửa đổi gì đó. Sửa mà chưa sửa. Mới có nước à. Quên hay sao? Quên hay làm biến. Quên hay sao? Quên phải không? Không có hai gái kìa. Trời ơi, nghe ngủ. Gặp phải sửa đúng không? Vậy là nghe chứ, có ngủ đâu không? Nghe con rồi, con ngủ. Thôi, con ngủ rồi nha. Con nghe con rồi. Nè, con đẻ nè. Ngủ đẻ nè. Thổ địa. Chị gặp phải sửa đúng không? Tôi nghe gặp phải sửa. Hai ly luôn đó. Bây giờ muốn uống cái gì đây nè? Có mấy anh chị tới đây, hai chị chở đi uống nè. Đi nó vậy không chịu đi đòi ta gấp ngoài trời ngủ đi đâu đi cầu lắm nè nông nó dài đây không kẹo có khách nè con cái khách hoài à kêu ai điện long nông về cái khách đi kêu ai điện để mẹ chồng điện long về bây giờ anh chị ta ở Đồng Nai ta về ta muốn ăn chuột sầu củ kiệu kìa đi chợ về làm cho ta đãi ta coi không ở ăn rồi là muốn chị làm ở ngoài mà. Đồng Nai đâu có chỗ không ăn ngoài Đồng Nai không có chỗ chỉ Hồng Đồng Tháp không mới có chỗ Hồng Ngự này mới có chỗ Hồng Ngự mới có chỗ mà do bàn tay khéo léo của chị làm đúng không chim sầu sầu chuột quá ngon thơm bát ngát luôn nấu ăn mà thợ nấu phải không thợ nấu đó nấu ngoại chưa cái là mình học mỏi rồi ừ vậy chưa
Cái bí quyết nấu ăn là truyền lại từ bà ngoại hả? Ờ, đúng rồi, ngoại các là nấu ăn rồi. Kìa nấu sao mà chồng dám ăn luôn nhà bệnh, nhà mở bệnh. Trời, đuổi khéo đó, đuổi khéo. Đuổi khéo đó. Sao cũ qua mà đổ nửa chai nước mắm vô đó là không cho bà chồng ăn luôn ha. Nó lại á. Nó lại. Nhưng mà cũng chồng ấy vậy. Đó giờ chắc Út chưa có thử chuột xào củ kèo của con dâu đâu phải không? Em nào làm chuột xào củ kèo cho bà chồng ăn đi. Thôi bữa nay luôn đi sẵn dịp. Ừ, làm luôn. Cho anh chị luôn kìa. Ừ. Lâu lắm không ăn chuột cũng thèm nữa. Dạ. Trời ơi, bởi gì ba? Nãy giờ bởi bởi. Cây đâu rồi? Bởi dịp chừng rồi. Cái cây đâu rồi? Cây đâu rồi? Cây xuống kìa. Chồng đi trễ về. Ê, nó nghe nè, kêu. Long lại đây, ngồi Long. Long. Ngồi chung với vợ luôn đi. Ngồi chung với vợ luôn. Ngồi chung với vợ luôn. Rồi, sáng giờ. Đó. Rồi, sáng giờ. Đang à, lúc này là tình hình căng à. Cái này à? Bệnh rồi. Ngồi hai chị. Ngồi với chị kìa. Ngồi đây nè. Ủa, đó sao được. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Rồi rồi rồi. Có dạ không? Rồi thôi, trời ơi. Đại mà. Đại mà. Thua luôn. Chị đại hả? Thua luôn. Cái gì đâu? Đâu gì? Nhà nhà thì nắng chứ đâu. Vậy. Nhà nhà thì nắng á. Thôi đi. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe nói mà đi nghe. Vợ còn à. Con còn à. Chịu không? Đi. Mẹ vào. Nó cứ vợ cho mình chịu luôn. Má nghe rồi. Ra ngủ luôn, nghe rồi. Đây. Cái đầu đang nhấc nha. Thôi chị nghỉ với vợ nha. Dạ. Nó cũng lớn tuổi rồi. Dạ. 36 tuổi rồi. 36 tuổi, tuổi con chim. Ừ, con chim. Gì? Nói gì vậy? Tuổi con gì? Tưởng chồng. Tưởng chồng hả? Sao nó chồng về là lấy cây cúi xuống mà sao nè, thấy gì? Thấy nựng nựng hoài. Nó về thấy nựng nựng như vậy đó. Không đeo đi, mở ra gì vậy? Nguyên chiếc. Thôi vợ. Thôi hai vợ chồng đeo đừng mở ra. Lại đây cho vợ lại. Đeo lại cho vợ đi đừng mở ra. Nó ra lột vô nó cái đó thiệt chứ không phải giả đâu. Không nên. Nguyên chiếc á. Lột ra lột vô cái mất đi vậy. Mất liền vợ. Có khó ai giờ lấy rồi. Rồi đó đi chút nữa làm cho. Ghê quá mà đừng cho nó. Nó đang qua tới. Đưa đây ta, ta đem đi bán mẹ nó. Má mua rồi, má mua đó. Ôi. Ai biểu lột ra lột vô hoài chi. Chồng quá vô về. Có phải không, giống nhau không? Chiếc giống không? Giống không vậy đại, giống không? Chỉnh ngủ gì đó. Ba giờ đó. Trời ơi, kêu đi uống một hơi chút về, đừng dở chạy với ba mày. Rồi mua rồi. Nãy giông gió hù hù. Dạ, tới chuyện với anh chị đây, tới chuyện với anh chị Đồng Nai về đây coi, hỏi thăm Đồng Nai đó, Đồng Nai đi xe hơi xuống đây thăm luôn đó. Ừ. Hai chồng hỏi thăm anh chị kìa. Hai anh chị từ đâu về đây thăm kìa chị Đại. Sáng nói chuyện rồi. Kêu nói thì là chị cứ nói. Sáng anh em ngồi dựng cái máy nhà tiếp cười phủi đó. Không, chứ, dạ, anh, dạ, nói vậy không? Rồi, vậy nói đi. Em giả từ về chè. Chị Tài ha. Mới lỡ cái giả từ rồi trời, đuổi hả? Quá là đuổi. Không biết nói gì không, giả từ. Giả từ ai? Giả từ ai? Giả từ anh Long hả? Chị Tài. Ai chia tay anh Long? Dạ. Chị Tài anh Long. Giả từ gì?
Không, không biết nói gì hết. Ừ, có. Mà ở trong TV lại khó nghe hơn, ở thực tế ngoài, ở ngoài mới nghe rõ hơn đó. Nói giờ con mới gặp, ra con nói. Đại nổi tiếng mà, đại mà. Cho nổi tiếng. Khắp thế giới luôn, nổi tiếng khắp thế giới luôn. Đâu cũng biết kìa. Cái này còn đi bán không? Dạ không. Đi bán luôn rồi. Đi bán luôn hả? Đi hoài sao mà bán được. Cái bị hoài sao mà bán được. Thì mưa hoài sao là cái gì? Cái bị hoài sao mà bán được. Kiếm gì tiếp gì hoài sao đi bán được. Mưa hoài sao bán được phải không? Mưa hoài sao bán. Thời tiết. Chứ không phải đâu có thường YouTube ha. À, thời tiết. Gờ ghiết ai biết gì. Nhướng đó là học của ai vậy trời lại. Mà đặt nướng nhướng ghiết cho quen. Kìa, nhướng nhướng hoài với nó vậy. Kìa đây, là người cần găng, dùm găng nha. Dùm găng, kêu làm, không kêu làm, kêu là dùm găng, găng hoài. Cho đi làm không? Đi con nằm xuống cho tao làm hoàng hoàng nha. Chứ không ngồi nằm xuống ngốc luyện nằm xuống ngốc gì hoài nha. Trời. Tẩy răng là phải bỏ hút thuốc. À tôi mà thấy nó hút thuốc là quýnh nó chứ. Lên nằm. Quán cà phê hút hoài á. Lén nó quánh nữa nó hút không. Trời. Nó xếp cái cặp đó là không phải nó xếp cái cặp tiền mà nó xếp cái cặp có bịch có gói thuốc ở trong á. Vậy đó hả? Dạ, bố hổng tôi lục tôi thấy có gói thuốc ở trong. Mình cầm đó. Cô chồng. Cô chồng. Ốm quá là hút thuốc hả? Thấy mà mà bố nó kẹp để thuốc là tôi quýnh liền đó, tôi quýnh liền tại chỗ luôn đó. Chứ đừng có nói của chồng. Cô, của chồng đó. Ừ. Chồng ơi, mốt cũng bỏ hút luôn. Nó bỏ, lần lần người bỏ thì đừng cho nó bỏ thì nó thấy mày cũng bỏ lượt hai đứa luôn đó. Đỡ tốn tiền lắm á trời. Thấy bỏ được mấy quà. Dạ. Dạ mới ăn ăn mừng ngày hôm qua rồi dọn à, luôn. Cảm ơn anh. Nó lại vô phòng ngủ. Ngủ quá lớn luôn. Nó ngờ nó. Dọn đi. Nó bạc. Cái mới đạt gì vậy? Nó tạc gì? Đồ tối dọn nữa vậy? Nó tạc cái nào? Phòng của tôi là đâu tạc? Có chạy tới chân mà tạc gì? Dọn đâu? Không, không này. Trời, kia đóng rồi không? Ừ, có tiền không? Có tiền hơn kia đóng rồi không? Không tiền đi, nè, không tiền đi đóng rồi không? Không chịu. Không bây giờ còn cái nợ. Gì? Ơi, gì bữa, ơi, gì kia đi làm văn cái không đi. Nói nhà lên cái nợ rồi, thôi cho anh này đi, đừng bán. Thì chịu cho còn cô biểu cho chứ thì giá thẳng cho. Nó biết cái đó thiệt cái này giả. Trời, nghe gặp người gặp nhau mới. Kéo càm cái gì? Càm nói gì rồi sửa gì nữa? Càm nó sửa kéo gì nữa? Càm đó biết không? Lồn lên. Lồn chắc là mũi chắc lên. Trời. 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 Đây là bóp cái càm cho nhọn lại nữa. Ngọt cái. Giòn rồi. Thấy chưa? Mới mài cái mỏ đi. Thở quá. Giờ mài cái mỏ vô mới được. Mài mỏ rồi cái cầm nó mới vô ra. Mài mỏ làm dân rồi. Đây chở anh thấy ngự gì đó rồi cái ấy thì đi vô làm đi về chở không chịu ngồi yên đâu. Không ngồi yên. Rồi đó đi ra làm tóc là gội đầu cũng vậy. Không chịu ngồi yên đâu. Đây quay nhúc nhích rồi. Nha. Diêm chọt chọt quá trời. Hả? Chọt chừng nào thì con kia dẫn đi chừng nãy. Diêm chọt chọt quá quầy á. Ai ăn cưới gì vậy? Không biết của ai. Mày qua nói chuyện với anh chị đi. Anh chị ở xa rồi lại hỏi thăm thôi. Hỏi anh chị ở trên Đồng Nai làm gì, ừ. Cá không? Rồi... Ừ. Đi Đồng Nai chơi đi, chị thì sao? Đi Đồng Nai đi kìa. Đi ra Đồng Nai chơi với chị đi. Ở nhà chắc ăn thôi. Đây chắc ăn hả? Đây giữ anh Long. Đây giữ anh Long cái gì? Chở hết hai đứa đi chịu không? Dạ.
Thôi nhà cửa ha. Bỏ đó, bỏ đó. Bỏ đó. Quá thì mày vừa mới cắt vừa bỏ. Nè nè. Bỏ đó phải không? Mày về lại không chơi vô nhà luôn. Đó. Nhà cửa không mở mà đòi đi đi chơi thì về là không chơi vô nhà luôn. Đi du lịch, nói quay lại xin mẹ đi du lịch. Du lịch, du lịch, du lịch. Dạ, dạ. Gì nói chuyện với mẹ kìa. Gì nữa? Mắc giật. Vụ gà đó mắc giật. Mắc giật nữa đó ha. Có quà nữa thì nè. Kéo giật mà tại nó sưng nè. Đi cái đường bị tao quýnh chứ gì. Hả? Tao bị ai quýnh hả? Giật. Sao kỹ thế mà ta gì mà đi quýnh tao là không? Mấy cái thằng quỷ cho trôi đó. Chọc cái thằng con này chửi, quýnh, quýnh, lúc chưa gặp anh Long, chị Phụng khổ lắm. Ngủ cái trời mà không có mùng mà. Nhưng mà giai đoạn đầu là ai cũng nghĩ là anh Long lường gạt chứ. Sao từ từ quay ghiếc thì người ta cũng biết cái gì. Chứ lúc đầu quay lên là người ta nói là ông này chắc lường gạt bà này. Vô bình luận quá trời nhiều nhá không? Nhớ được không? Làm cái clip đính chính lại gì đó kia tới giờ nhiều người quay. Có hồi mà có cô theo dõi tôi biết một. Buổi chiều nào cũng coi. Người ai cũng nói vậy, mới đầu quen thì ai mới đầu quay thì ai cũng nói. Nó này vô lừa gạt. Ai cũng nghĩ là anh Long gì sao? Rồi con nói con này vô mập, tao con không chịu đi bạn ai gì đi chơi bán thêm nữa này. Đó tôi nghe mình tức là vẻ con tôi vậy mà nó đi lường gạt. Dạ. Ở trong lòng tôi thương nó lấy bắt nó đem về. Chứ đồng lường gạt cơ. Có không? Có tay, có tay. Bắt chim sâu. Có tay. Bắt chim sâu. Sâu lâu. Nè, sâu ngồi nè. Nghe từng chi tiết, có để ý từng chi tiết à. Nhiều câu dễ khéo lắm, còn lắm. Trả lời ác không ta. Nè, hỏi xăm. Sao vậy anh ta lại từ uống đây tới đây ta hỏi xăm mà lo gì đâu không anh Giang? Nói từ Dược chẳng có bằng cái gì. Con làm Dược. Làm Dược. Có ha. Có gì mà có tù lao quá đi. Có tù lao. Nhỏ đẹp hay gì? Nhỏ nào mà đẹp? Khỉnh trên mạng hả? Gì đó. Trên mạng rành hơn gì đó. Nó đẹp. Nó nghe thấy đứa mình trên mạng nó nhỏ đẹp hả? Nhỏ đẹp hơn như sao á? Cho nó nghỉ xài điện thoại chịu không? Không. Không. Vậy chứ nó có điện thoại nó điện cho con này con kia hoài thôi cho nó nghỉ xài đi. Ha. Ừ. Thấy mỗ tao điện nó nhắn tin rồi nói chuyện rồi cũng đi ghen. Chị nhớ số giỏi chứ, số điện thoại chị nhớ bấm liệu. Nhớ coi. Lột đi lột hoài đi lột cái thất luôn vậy. Như nó lỏng quá hay sao? Tại nhỏ nhắn hay. Không được. Ý mà cắt bớt rồi. Nhỏ quá. Nó rộng á, cái ngón nhỏ. Cắt bớt rồi. Rồi. Có nhẫn cưới thì chừng nào đám cưới gì em sao? Không có. Không có nhẫn cưới gì đó. Sớm gì đâu mà hết Facebook, gì đâu mà hết đang giữa lời mà kết bạn quá trời. Mẫu à. Có chân chị mày nè. Sao mà hộ gì chứ? Dạ rồi à. Nhìn kỹ coi, nè cái gì? Biết chữ không chứ? Biết chữ đâu đọc. Chữ đọc không? Đọc chữ được không? Đọc chữ không? Đâu đọc chữ được đâu. Số rồi biết. Mặc đồ gọn gàng thấy nó sạch sẽ đấy, nó cũng đỡ trời mặc mấy bộ đồ kia thấy thôi thùng thình. Nó rộng quá. Gặp lớp nào cũng dài chứ nó đang nhìn.
đi rồi lên mệt mệt mệt. Có không? Có mà không có không? Có cô gái nào đó không? Chà kỹ rồi. Mẫu trong đó không đó? Mấy chục mẫu. Lên lên ha. Lên luôn rồi leo lên ngồi luôn. Dạ. Nè, chị ha. Chị cái này là cái gì? Hả? Chị cái này là cái gì? Bỏ nhà tắm người ta mình ở bên đó mình ở nhà bỏ một đống mình giặt xuống là. Bỏ hổm bây giờ tôi làm chữ cái nó giặt nó có chưa? Có thấy nhà nào chưa? Thấy hả? Đẹp không? Có thằng ngu không? Đó. Ừ. Nó là nhà nào? Nhà nào vậy? Lòng mà có quen nhà nào chắc bảo mà gặp được chắc mệt rồi nghe. Dạ. Thấy không? Thấy về đây kêu. Có gì không? Không cái này. Coi đi nè. Còn nếu nó đổi giờ nó làm giấy không mà. Rồi. Ngồi xuống nó hoàng coi. Chính kêu mua ba cái ấy gì nè, đánh lên cho nó bóng. Ngồi xuống nó quà cái chàng lên mình nhau quá thiệt tình luôn á, có khách có khứa đây là chồng cũng đàng hoàng coi cũng nhiễu rồi rồi mắt giật hồi nãy nè nãy mắt giật là có quà rõ ràng không mắt giật là có quà phải không chắc vậy rồi, công nhận hay quá cho 50.000 thối lên 50 à. Có tiền thối không? Ừ, thối không? Chứ là bữa anh nào cho 50 đi chích thuốc đó, có tiền thối đó. Thối mình giữ á. Anh giữ á. Anh nào đó quay. Bữa anh nào quay, quay cho 50 đi chích thuốc. Rồi đưa 200. Cho tôi đi cô. Dạ. Nha, à, chịu không? Chịu không? Chẳng lấy rồi. Mấy tụi thối 50 rồi nè. Mấy tụi thối là 50 tôi lấy rồi nghe. Kìa chồng lại kêu chồng. Kiểu về tôi có rồi mà kêu chàng. Mượn không? Mượn tiền thối không? Mượn không? Ừ, mấy chú tôi cho mượn 50 thối nè, đặng lợi 50 chúng thôi là mất luôn á. Mất không bớt ra coi. Bớt được nhiều. Có rồi, có tiền thối rồi. Ôi, tiền nhiều quá rồi. Wow, quá trời tiền nhiều luôn rồi. Không có 50 vậy thối 200 đi. Ờ, thối 200. Có tiền nhiều mà giấu. Có tiền nhiều mà giấu. Vậy cho chồng nói gì kìa. Thối 200 đi, đặng gì à. Chứ thối nhiều. Hiều hiều gồng kiếm tờ 50 đi kìa. Rồi kiếm có không? Có không? Vậy thối 200 đi. Không luôn. Nó chơi xin tắm rồi. Dạ, cảm ơn. À, cho uống cà phê nha. Cảm ơn chị. Rồi, 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 có chi với chồng không? Có chi không? Có chi không? Hay là đưa chồng hết? Để đây. Rồi, vậy là chặn chồng luôn ha. Tại bữa nay có tiền nhiều rồi. Ok nha, chặn lấy à. Đi. Ba cho xin tiền kìa. Ngày. Rồi giờ chồng sao lưng sao? Mẹ đây. Để đi á. Chồng không đứng sau lưng kìa có cho ông không kìa. Cho ông tắm đi cho ông tắm đi. Ông đi. Cho ông là hợp lý đó nha. Này cho ông Đức mà chú cho ông Đức mà. Cho ba. Cho ba đâu cho ba cho ông Đức uống sữa. Cho ông Đức uống sữa uống đó. Cái này cho chồng đi, giờ bóp tiền trong túi cho ông đi chồng đi. Có điều. Cảm ơn chị. Con ở đây chúc anh chị nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ. Dạ nhớ đón coi nét nha. Dạ. 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 Cảm ơn anh chị từ hôm nay đảo về đây thăm vợ chồng anh thăm chị Phụng nha. Bắt tay về bắt tay. Chúc anh chị về hôm nay làm ăn. Dạ nào cài quá. Con nhận mắt giật là có hiệu quả ta. Bữa mà giật chừng 2-3 cái chị đại này vô mắng. Anh chị ơi. Giật mắt nữa hả? Còn giật mắt nữa không? Chắc có nữa rồi. Còn giật mắt nữa hả? Giải mắt là dính, ý là giải cao dính 8 cái máy trong này rồi. 1, 2, 3, 4.
Đầu đếm là bao nhiêu cái máy vậy? Đếm mày, đếm mày. Đếm mày chim sâu. Đếm mà, biết đếm mấy cái à? Quá nhiều bây giờ đếm mấy nhiều sao đếm. 4 5 cái. 4 5 cái. 6 cái. 7 cái. Đếm từ cái 1 2 3 4 đếm 7 cái rồi. Đâu. Mấy cái? Quá trời. 7 cái. Ai thua có tính không? À. Từ. Sáng giờ giờ có một lần một đó hả chị Đại? Sáng giờ giật mất mấy lần rồi. Cũng khó rồi. Mưa, con khó thua rồi. Mình mua xuống cho gì chị? Em vô chợ ăn biết. Cho một bánh mì nè. Đồ, quý vậy? Một tấm lòng mà. Cái bánh mì này hồi là chim sâu đãi cho mấy anh em vô tấp này nha. Hiểu không? Cần muốn thuốc chưa? Sao muốn gì? Cái cảm hay là thuốc hoài để nó mang bệnh cho mình hoài. Cũng giờ này mới hết. Không muốn thuốc vô. Ông lo. Khổ cũng lo quá ha. Chồng vô gì?